chào các bạn, đến hẹn lại lên rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp chương 6, cái hẹn ngày 15 âm của bộ truyện Tuyến xe cuối ngày mang số 13 của tác giả Lão Già 80. Chương này được dịch bởi Mộ Quân, đăng ở bạchngocsach.com. Còn truyện audio thì mời các bạn vào YouTube, search kênh Bạch Ngọc Sách Channel và theo dõi ở đó. Lan Chi xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lão Đường là người mà tôi luôn cho rằng anh em chí thân với mình. Thế mà bây giờ gặp lại gã, ngoài sự sợ hãi ra thì tôi còn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Tôi đối đãi gã bằng sự chân thành mà nạt gã lại âm thầm muốn chơi tôi chứ. Lão Đường thấy xe dừng lại liền chạy hổn hển đến, gõ lên cửa sổ kêu tôi mở cửa. Tôi quát thẳng vào mặt gã: "Mẹ cha mày, đừng trêu bố nữa." Tôi đạp xuống chân ga, nhưng xe lại chết máy một cách kỳ lạ. Lão Đường thấy tôi muốn đi, gã trừng lớn đôi mắt như muốn xé xác tôi, rồi cố gắng đập cửa mạnh hơn. Tôi ngồi trên ghế lái thử mọi cách, nhưng cái xe vẫn ì ra đó, không nhích lấy một phân. Tôi có thể khẳng định Lão Đường đã giở trò gì đó, có bản lĩnh khiến xe chạy không được, lại cố tình đi đập cửa sổ, trực tiếp xông thẳng lên xe không phải được rồi sao? Đã đến lúc này còn giả bộ cái mẹ gì chứ. Tôi chán nản cùng cực mà gục đầu xuống, thầm nghĩ tối nay chắc phải bỏ mạng nhỏ lại ở chỗ này rồi. Tôi cúi người lôi cái cờ lê ra, muốn xuống sông sóng mái một phen với Lão Đường, thì lúc cúi đầu tôi lại phát hiện cái vòng tay màu đen rớt dưới cần số xe. Không sai, chính là vòng tay màu đen mà đại sư Lưu Vân Ba đưa cho tôi. Tôi mừng như bắt được vàng. Hóa ra không phải tôi làm rơi lúc ngã, chắc là vừa nãy thắng gấp quá nó bị tuột ra. Thảo nào mà Lão Đường không dám trực tiếp xông vào, chắc chắn là do cái vòng này đang ở gần nên gã sợ chăng. Nghĩ tới đây, tôi nhìn Lão Đường vẫn đang tạo dáng đập cửa sổ. Tôi dứt khoát mở cửa ra một phen. Lão Đường thấy cửa mở ra liền leo lên xe. Vừa lên đã mở miệng chửi: "Cút của mẹ chú đi, chú làm cái gì thế? Không mở cửa cũng không trả lời, lại còn muốn đạp ga chạy." Tôi đã đeo vòng tay lên, tâm lý cũng vững vàng lại. Tôi nhìn gương mặt đang ra vẻ cực kỳ điên tiết của Lão Đường mà cảm thấy vô cùng ghê tởm. "Ông anh, em là do sợ quá đấy thôi. Mà sao hai hôm nay không thấy anh, rồi giờ đùng cái 2 giờ sáng anh lại xuất hiện ở đây vậy?" Lão Đường mang vẻ mặt ấm ức tiến tới ngồi xuống đối diện với tôi. Mồm anh cứ thích nói lung tung, mấy hôm trước nói với chú cho cố, rồi giờ tự rước phiền phức mà. "Hôm qua anh đến thôn Đường Oa Tử để điều tra thử hỏi coi xem thế nào. Chú đoán coi, anh nghe được cái gì nào?" "Anh vô tình hỏi ra được, trên chuyến xe gặp nạn đầu tiên có một ông lão thích quấn khăn trắng trên đầu. Thôn dân gọi ổng là chú Sáu. Đó không phải là ông già đi xe chú kể hôm nọ sao? Anh nghe xong kinh quá không dám ở lại, mới vội vàng chạy về lúc nửa đêm khuya khoắt thế này. Tôi nghe gã nói mà chỉ muốn tung luôn một cước vô mặt gã." Trong đầu bật ra còn chửi: "Mẹ mày, mày chết 10 năm rồi, giờ xong ra bảo có một người gọi là chú Sáu cũng chết trên chuyến xe năm đó." Tôi lầm bầm trong mồm: "Xạo quần, con mẹ ông cứ tiếp tục xạo đi." Lão Đường tự hồ nghe được, gã lại trừng mắt lên: "Sao, chú không tin? Sớm muộn gì cũng có chuyện, chú không nên lái tuyến này nữa." Tôi nghĩ tôi hiểu vấn đề rồi. Gã nói chuyện này chủ yếu để tôi đừng tin lời chú Sáu. Chắc gã không nghĩ tới rằng tôi đã sớm biết gã ngủm của tỏi từ lâu. Không muốn tiếp tục phí thời giờ với gã, tôi nhảy xuống kiểm tra xe. Hóa ra ban nãy thắng gấp, làm chốt van khí hỏng rồi, thay cái mới là lại chạy ngon. Nguyên đoạn đường về, Lão Đường cũng không thèm trò chuyện nữa. Lúc sắp về tới công ty, gã mới mở miệng: "À, chú đi tìm Lưu Khánh Trúc mà anh chỉ chú chưa?" Tôi vừa nghe thấy ba chữ Lưu Khánh Trúc thì lại muốn đốt nhà. "Tin mama mày còn hỏi, dám hỏi tao thiếu điều bị bóp chết tại chỗ vì mày đấy." "Em đi rồi." Ông cũng không có nói gì nhiều, chỉ bảo em đông đừng gì gì đó mà em cũng không nghe rõ nữa. Nói chung là có vẻ tự ổng cũng có chuyện phiền phức. Anh còn bảo em kiếm ổng làm gì? Tôi tự sướng ở trong lòng vì mình quá thông minh. Cả hai đầu đều bị tôi lừa tới ngu luôn. Lão Đường gật gật: "Không giấu gì chú, số 2386 đường Hoài Viễn là một khu rất nghèo.
Kiến trúc ở đó toàn đồ cổ lỗ sĩ, đương nhiên không thể trang bị mấy thứ hiện đại để phòng cháy chữa cháy. Và một đêm 10 năm trước, khu này xảy ra một trận hỏa hoạn rất lớn, thiêu chết phân nửa người sống ở trong tháp. Lão Đường nói vụ này thì có thể tin được, lúc tôi đến đó cũng thấy tường bong tróc ám đen khắp nơi, đúng là giống như bị cháy qua. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tên Lưu Khánh Trúc kia hết 80% là người chết cháy năm đó. Mẹ, hai con quỷ. Mẹ nói chứ, hai con đều là quỷ, lại hè nhau, vô hô người khác là quỷ, đúng là méo biết nhục là gì. Lão Đường không phải con giun trong bụng tôi, hiển nhiên không biết tôi đang nghĩ cái gì. Gã tiếp tục nói, trong tháp ấy còn một người họ Lưu khác, người này đã chết trong trận lửa. Lúc tên này còn sống cũng chả phải người tốt lành gì, đến chết vẫn còn không yên. Thế nên Lưu Khánh Trúc không thể dọn đi chỗ khác, cứ phải ở đấy mà trông chừng tên đó. Hai, cũng đã 10 năm trôi qua rồi. Tôi cúi đầu nhìn cái vòng trên tay, quả nhiên tôi đoán trúng phất. Lão Đường thấy tôi mang vòng tay này nên đang ra sức nâng bi của mình, đồng thời dìm hàng đối thủ. Tôi chỉ lạnh nhạt ồ một tiếng coi như đáp lời gã. Ôi anh Đường, anh không vội về công ty đi làm hả? Không có anh đúng là chán à. Anh tạm thời không thể về công ty được, chú tự bảo trọng, có chuyện gì anh sẽ liên hệ với chú. Tôi hoàn toàn không ngờ gã sẽ nói mấy lời này. Có lẽ gã cũng tự hiểu bây giờ mà quay về thì chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Tôi gật đầu, loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng sửa xong cái van, lên xe khởi động chạy về công ty. Cách công ty còn một đoạn nữa thì lão Đường vội vã xuống xe. Về đến ký túc xá thì tôi nằm vật ra, làm cách nào cũng không ngủ được. Không nghĩ tới lão Đường lại đột nhiên xuất hiện sau mấy ngày lạc bóng. Tôi sờ sờ cái vòng tay bảo bối, thầm nghĩ rằng bằng mọi giá phải giữ kỹ nó, không được làm mất. Bất giác, tôi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, thằng em họ đang học đại học y dược ở thành phố kế bên gọi điện tới, bảo sẽ qua thành phố tôi chơi. Bảo nếu được thì buổi chiều sẽ đến thăm tôi. Hồi còn nhỏ, tôi với thằng cu này cũng không phải là thân thiết lắm, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà, còn chưa kể nó lại là con trai thím ba. Chỉ riêng công lao thím giới thiệu Bạch Phàm cho tôi thì cũng đủ để tôi chiêu đãi nó một cách đàng hoàng rồi. Tôi đặt một bàn lẩu ở quán gần công ty. 2 giờ chiều, thằng nhóc xách hai túi táo tới. Nhìn nó dáng người thì cao to, khuôn mặt lại điển trai, tôi hâm mộ vô cùng. Sống trong cái xã hội luôn coi trọng ngoại hình này, tôi mà được mấy phần của nó thì đã không phải làm nghề tài xế bị người người coi khinh này. Thằng bé thấy tôi thì rất vui vẻ, hai anh em ngồi chém gió với nhau. Nó hỏi tôi ngày nào cũng lái xe, gặp được rất nhiều người, có thấy cái gì độc lạ hay không? Tôi dở khóc dở cười, chuyện hay ho thì không có, chứ chuyện độc hại thì có đúng là không ít à. Có điều em họ của tôi còn nhỏ, mấy thứ này tốt nhất thì không nên kể cho nó. Lúc tôi gấp đồ ăn, thằng bé để ý thấy trên tay tôi có một chiếc vòng liền cười hỏi, anh, cái vòng này là chị dâu tặng hả? Tôi lắc đầu, không phải đâu, là của một người bạn. Nó tò mò kéo tay tôi qua, quan sát cái vòng một cách tỉ mỉ, gương mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Vòng tay của anh trông ngộ quá ha, mấy viên này không giống gỗ mà cũng không giống ngọc. Tôi một cái rồi rút tay về. Tôi cứ sợ thằng nhóc ngó một hồi cái vòng bảo bối mà hỏng thì chết dở. Thế nhưng nó lại càng hiếu kỳ, không chịu buông tay tôi ra. Nó quăng luôn đôi đũa rồi đưa tay sờ soạng cái vòng, hỏi tôi với vẻ sửng sốt. Anh à, em đang học y nên cũng thường tiếp xúc với việc giải phẫu. Anh đừng giỡn nha, mấy cái viên đen đen này, em cảm thấy nó giống mắt người ta á. Lời nói của thằng bé khiến tôi toàn thân phát lạnh. Tôi vội giật tay lại, trách một câu, thằng khỉ này, lo ăn đi, lôi lôi kéo kéo cái gì. Thằng nhóc có vẻ xấu hổ, cười cười trả lời, he, tại trông nó giống hệt mấy con mắt em hay mổ nên em mới tò mò mà. Có điều mắt người thì để ngoài không khí nửa tháng sẽ bắt đầu thối rữa. Vòng tay của anh thì chắc là đeo lâu rồi, nên em cũng không chắc lắm. Tôi nghe nó bảo mà trong đầu quay cuồng một trận. Những gì đại sư Lưu Vân Ba dặn dò, một chữ tôi cũng không dám quên. Tôi còn nhớ rõ lúc thầy ấy giao cái vòng cho tôi, có nói tôi 15 âm tháng này quay lại đây một chuyến. Mà hôm nay là mùng 1 âm lịch, đến 15 không phải là tròn nửa tháng sao? Hết chương 6 rồi đó mấy bạn. Rút cục cái vòng này,
Làm bằng cái gì đây? Đừng nói là làm bằng mắt người thiệt nhé. Thôi nhắm mắt lại đi ngủ đi. Xin chào tạm biệt và chúc ngủ ngon.